Rồi, bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài học mà rất là quan trọng. Mặc dù nó không dài nhưng mà là quan trọng nhất luôn đấy. Tức là khi mà chúng ta làm việc với lập trình cho Scratch thì bản chất là chúng ta là người đạo diễn. Đạo diễn để xây dựng, tạo ra một kịch bản để mà tạo ra một cái, tạo thành một cái game, một cái trò chơi hay là một cái ứng dụng. Thì đối tượng của chúng ta là các nhân vật, đúng không ạ? Mặc định bạn thấy trên màn hình chỉ có một con mèo thôi, nhưng mà thực tế nó có nhiều nhân vật khác nhau. Ví dụ thầy đưa thêm đây một con chó nhá, để chúng ta sẽ làm việc với hai con vật, ví dụ thế, là một con mèo và một con chó. Đây, đưa con chó vào nhá. Đó, con chó đây. Thế thì cái vấn đề là phải có cái tương tác. Yeah. Có cái tương tác hai con vật này các bạn. Bạn tắt thanh đi nhé. Tức là gì? Tức là cái một trong cái vấn đề quan trọng nhất của cái lập trình Scratch là làm sao chúng ta có thể điều khiển được sự tương tác giữa hai nhân vật ở trên màn hình. Đó. Thì cái này nó là cái mấu chốt rất quan trọng. Các bạn biết rằng là khi mà chúng ta tạo ra cái trò chơi hay là các cái tạo ra một cái vở kịch chẳng hạn, thì các nhân vật phải hội thoại với nhau, đúng không ạ? Nó phải, ví dụ nhân vật A ra một lệnh gì đó thì nhân vật B nó mới nói cái gì đó, nhân vật A trả lời cái gì đó, thì như vậy là phải có cái tác dụng, có cái điều khiển qua lại giữa hai nhân vật. Thì đối với Scratch cũng là như vậy. Thì làm thế nào mà chúng ta có thể điều khiển được cái sự tương tác giữa hai nhân vật đó. Ví dụ tôi lấy ví dụ đơn giản nhất, có hai con mèo và con chó. Thì bây giờ mèo mà gặp chó, mèo mới nói là xin chào bạn chó. Thế thì làm thế nào, lập trình làm thế nào để mà người xem ấy cảm giác là khi mà mèo nói là chào bạn, chào chó, thì chó lập tức là nghe được và trả lời ngay là xin chào mèo. Thì làm thế nào có thể biết được cái đó? Đó, thì làm sao cho biết được khi nào thì mèo đã nói xong mèo chào mình thì mình sẽ chào lại. Đó, thì cần phải có một cái lệnh lập trình để mà tạo ra cái tương tác giữa mèo và chó. Thì lệnh đó nằm ở đâu thì hôm nay chúng ta học cái đó nhé. Trong Scratch nó chỉ có đúng hai lệnh thôi, rất quan trọng. Chúng ta chú ý nghe này, cái phần bài này nó ngắn thôi nhưng mà quan trọng. Chúng ta vào trong cái nhóm là cái nhóm sự kiện đấy. Nó có hai cái lệnh rất quan trọng, các bạn kéo xuống các bạn nhìn đi. Nó có hai cái lệnh, một cái lệnh là broadcast, hay là tiếng Việt nó là thông điệp, gửi thông điệp. Lệnh thứ hai là lệnh là when I receive broadcast, là khi mà tôi nhận được cái thông điệp. Thì cái lệnh broadcast này là nó là cái lệnh mà cho phép nhân vật mèo chẳng hạn gửi một thông điệp cho con chó. Thì chó sẽ khi gửi một thông điệp ấy, thì chúng ta sẽ phải lập trình để tạo ra tên một thông điệp đó. Bấm đây này, bấm đây và nhập cái tên thông điệp. Như vậy là mèo sẽ gửi một tín hiệu cho chó bằng cách là dùng cái lệnh là broadcast. Các bạn nhớ nhé, lệnh tiếng Việt là lệnh gửi thông điệp. Đó. Còn chó khi mà nhận thông điệp thì dùng cái lệnh là when I receive scratch message. Đây là cái lệnh mà có thể lệnh là cái lệnh sự kiện, tức là có một sự kiện là khi chó nhận được cái sự kiện này thì chó sẽ trả lời. Đó, thì cái lệnh này này là dành cho mèo, còn lệnh này này dành cho chó. Để chúng ta thử nhé, rất đơn giản thôi. Tức là như này, bây giờ chúng ta sẽ làm cái lệnh như sau này. Chương trình như sau nhé. Mèo sẽ xuất hiện ở trên màn hình. Chó ở đây nhé. Thì đầu tiên là chó là về mặc định chó sẽ quay về bên phải, chó không nhìn thấy mèo, được chưa? Nhưng mèo nhìn thấy chó trước. Bây giờ mèo nhìn thấy chó, mèo sẽ đầu tiên là mèo sẽ nói là meo meo chào bạn chó hay chào bạn cún, được chưa? Rồi thế bây giờ làm thế nào để điều khiển được chó nghe được, thì chúng ta dùng lệnh là mèo sẽ gửi một thông điệp là chào bạn cho chó, và khi chó nhận được thông điệp là chào bạn, chó sẽ quay lại, chó sẽ xoay lại về hướng của mèo và nói là xin chào mèo, được chưa? Thì như vậy chúng ta
biết được mà chúng ta học được cái sẽ biết được cái lệnh hai cái rất là cơ bản là lệnh là gửi thông điệp và lệnh nhận thông điệp. Thì hai lệnh này là một trong theo thầy như là hai cái lệnh gọi là theo thầy là cơ bản nhất quan trọng nhất mà khó dùng mà tương đối khó dùng trong cái trong cái toàn bộ cái việc lập trình Scratch. Bạn nào mà dùng thành thạo lệnh này ấy, thì chúng ta sẽ thành thạo được Scratch. Thì cái người mà chúng ta là người đạo diễn mà chúng ta sẽ phải điều khiển các nhân vật khi nào thì người A nói, khi nào người B nói, khi nào người C nói, thì tất cả đều cái việc liên quan giữa A B C đó thì thông qua cái gọi là thông điệp. Bây giờ làm nhé, để lập trình cho mèo trước này. Đây bây giờ này, khi đây là mèo bắt đầu vào nhé, thì vì là mèo nhìn thấy chó ngay cho nên mèo sẽ nói là xin chào meo meo và xin chào bạn chó. Vì chúng ta sẽ cho lệnh ngay, mèo sẽ lập tức là start sound luôn là meo meo. Đây là chỉ để meo meo và vào cái nhóm looks và nhập cái lệnh. Đây tôi cho cái mèo sẽ nói chào chó trong vòng 2 giây nhé. Vào đây. Rồi, mèo sẽ nói là xin chào chào bạn cún đi. Chào bạn cún. Được chưa? Đó. Được chưa? Thì khi nói cái này thì vì là mèo mà chó là các nhân vật giả tưởng mà trong tôi không tin mà thế là chó không nghe thấy. Thì bây giờ muốn chó nghe thấy được thì chúng ta sẽ phải gửi một thông điệp. Đây, chúng ta vào cái lệnh này. Chúng ta kéo cái lệnh này ra, đây là lệnh ở nhóm events là nhóm sự kiện nhé. Chúng ta kéo cái lệnh the broadcast lên như này. Mình đưa vào đây. Đấy. Và chúng ta sẽ bấm vào đây và chọn cái nút là new message, nút này là nút để chúng ta nhập tên thông điệp mới. Bấm vào đây và chọn cái chữ là chào bạn. Thì trên đây là tên của thông điệp nhé. Mỗi thông điệp có một tên riêng, bạn chú ý nhé. Không có hai thông điệp nào là trùng tên đâu. Mỗi thông điệp phải có một tên riêng và mục đích của một thông điệp là của một nhân vật này gửi một nhân vật khác ở trên cái chương trình trong sân khấu của chúng ta. Ok nhé. Đó, như vậy là mèo gửi thông điệp là chào bạn. Sau khi mà mèo là meo meo, mèo nói là chào bạn cún và muốn mà cho chó nghe được thì mèo gửi thông điệp là chào bạn. Được chưa? Thông điệp này sẽ là gửi đến cho chó. Được chưa? Chúng ta sẽ lập trình cho chó này. Đó, chó nhé. Thì mặc định chó là quay về phía bên phải vì ta để mặc định ta đều lập trình đây. Thì mặc định ta vẫn để lại nhé. Mặc định là chó sẽ hướng về bên phải, ta dùng cái lệnh này. Dùng cái lệnh là point in direction, mặc định của nó luôn là 90 độ, tức là về bên phải. Đây, được chưa? Đó. Thì khi mà bắt đầu chương trình đấy, bắt đầu vào chương trình như thế, chúng ta nháy vào cái lá cờ thì chó, để ta lập trình cho chó nhé. Chó sẽ hướng về bên phải ở vị trí này, được chưa? Như vậy là chó sẽ không nhìn thấy mèo. Thế bây giờ khi mà mèo bấm vào đây, khi mèo gửi thông điệp chào bạn thì chó nghe thấy. Đấy, chó nghe thấy và chúng ta lập trình, chúng ta vào events và chúng ta vào cái lệnh là đây, và cái lệnh sự kiện là when I receive, bấm lên chọn là chào bạn nhé. Chào bạn. Đấy. Thì như vậy là mèo gửi thông điệp cho chó, cho nghe được bằng lệnh này, chó sẽ trả lời. Thì ở đây là các lệnh là được xử lý khi mà chó nhận được thông điệp chào bạn, được chưa? Đấy, thì người ta xử lý nhé. Chó sẽ start sao là bật âm thanh là go nhé. Và chó sẽ nói ta vào looks, chọn cái lệnh này là xin chào bạn mèo. À chứ chắc từ nhé, chó nghe được thông tin thì chó sẽ quay lại. À, ta phải dùng lệnh này quan trọng. Đây ta vào lệnh motion và chọn cái lệnh là point. Chó sẽ quay về hướng con mèo. Ta bấm lên để chọn. Đây, chó sẽ quay về hướng này. Đấy nhé, chó sẽ quay lại về hướng này. Là âm 90 độ. Ta để dưới cùng nhé, ta để vào đây này. Đấy, như vậy là chỉ khi nghe tiếng, khi nhận được thông điệp là chào bạn, thì chó sẽ quay lại về hướng con mèo và sẽ kêu go go và nói là xin chào bạn mèo. Đấy, được chưa? Như vậy đây là một chương trình là rất đơn giản thôi, nhưng mà nó để ta cho thấy là như vậy. Trong con chó này là có hai cái lệnh sự kiện. Đầu tiên là cái lệnh mà khi chúng ta nháy vào cái nút lá cờ bắt đầu chương trình thì
chó mặc định là chó sẽ quay về hướng bên gì, bên phải. Nhưng mà khi chó nghe thấy thông điệp của mèo là chào bạn thì chó sẽ quay lại về hướng mèo và chó sẽ go go và trả lời xin chào bạn. Chúng ta thử nhá. Đây. Để thử này. Thấy chưa? Ôi, bị ngược rồi. Quay lại lại bị ngược. Thế bây giờ làm thế nào cho nó mất ngược nhỉ? Đây, chúng ta vào cái này vì mặc định là nó xoay tròn nhưng mà nó bị ngược. Thế bây giờ muốn cho chó bị ngược không ngược thì chúng ta sẽ phải làm lại này. Ở trong cái motion có một cái lệnh để xác định là cái cách xoay. Thì ở trong cách xoay về các hướng ấy thì ở trong Scratch nó có 3 cái lựa chọn cho việc xoay. Đây. Cho việc xoay. Cái lựa chọn thứ nhất ấy là mặc định ấy, là on around là xoay tròn, bình thường là này là xoay tròn này. Còn don't rotate là nó không xoay gì cả. Dù ta để quay hướng nào hướng là cơ vẫn không xoay. Còn left right là cái hướng là khi là nó chỉ quay phải quay trái thôi. Chúng ta đưa cái này vào đây. Chúng ta đưa đây vào đây. Đây là cái lệnh mà để xác định cái kiểu xoay nhá. Đấy. Cái này hơi nâng cao một chút. Bây giờ thì lặp lại cho bạn nghe nhá, xem lại nào. Bấm vào đây là cửa nhá. Chào bạn. Đấy, bây giờ chó nó quay lại nhưng mà không bị lộn ngược trở lại chưa? Là vì chỉ vì cái này, vì cái lệnh là đặt cái chế độ xoay là phải trái thôi. Đấy. Anh em đặt là trên nhé, đặt ngay ở trên chính, được chưa? Đó. Chào bạn. Đấy, xin chào bạn mèo, thấy chưa? Như vậy là các bạn thấy là cho thấy là đây là trình đơn giản thôi nhưng mà tôi thấy là có cái sự tương tác chặt chẽ về thời gian giữa mèo và chó. Chó phải nghe thấy mèo chào đã, nhận được thông điệp đã thì chó mới trả lời. Chó mới trả lời. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy đây là cái lệnh hôm nay ta học ấy, là kia chúng ta học cái lệnh là thông điệp. Thông điệp là lệnh tự là cái lệnh lên nhắc lại là lệnh rất quan trọng và nó trong chương trình ấy thì cái thông điệp dùng ở đâu, dùng mà khi chúng ta cần sự tương tác giữa các nhân vật với nhau, hoặc là thông điệp là một cái thông báo về hệ thống của người đạo diễn để điều khiển chương trình nhảy sang một cảnh khác chẳng hạn, hay để làm nhiệm vụ gì đó ở trong chương trình. Đấy, thì là cái khi mà thông điệp mà phát ra ấy, thì là nó làm cái lệnh gì đó mà để giúp cho toàn bộ hệ thống là thay đổi đi, chuyển sang một cảnh khác chẳng hạn, hay là cho nhân vật này nhảy vào, nhân vật kia là nhảy ra, vân vân. Thì thông điệp nó là cái thời điểm, các cái sự kiện quan trọng xảy ra ở trong chương trình. Thì với cái người mà đạo diễn ấy, người lập trình ấy, được chưa, thì cái thông điệp này là rất quan trọng. Rồi chúng ta ghi cái bài này lại nhá, chúng ta vào file chúng ta ghi lại bài, là cái bài đầu tiên của buổi hôm nay, ghi lại để chúng ta nhớ thôi. Nhà đây hôm trước đây rồi, hôm nay là buổi thứ 6 à, buổi này hôm nay là buổi rất quan trọng nhá. Hôm nay là học chỉ đúng lúc cái bài học chúng ta luyện những cái ví dụ mà liên quan đến khái niệm là thông điệp nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài tập khác. Bây giờ xen kẽ giữa cái lệnh thông điệp và những lệnh khác chúng ta học từ buổi hôm trước nhá. Đây. Thế bây giờ như sau này, bây giờ chúng ta làm một tập sau đây này nhé. Là như sau nhé, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập đơn giản thôi. Tức là trên màn hình là xuất hiện là giáo viên, cô giáo sẽ ra 5 bài tập cho học sinh. 5 bài tập cho học sinh. Và chúng ta sẽ trả lời. Chúng ta làm rồi đấy, là bài tập, là phép cộng trừ đơn giản thôi. Làm 5 bài. Và khi học sinh làm 5 bài làm xong, thì cô giáo nói là chúc mừng em đã làm xong. Và ngay sau khi mà chúc mừng em xong rồi, thì xuất hiện một cái bông hoa là ở trên màn hình, là giáo viên là tặng học sinh đã làm xong bài tập. Được chưa? Đó. Thì cái chúng ta phân tích một chút nhá. Chúng ta nhìn một cái bài tập mới này. Nhắc lại cái yêu cầu đầu bài nhé, là sẽ có một cô giáo. Đây, đưa cô giáo vào đây. Đưa cô giáo vào nhá. Cô giáo sẽ ở đây. Cô giáo sẽ là người hỏi học sinh. Con mèo chúng ta xóa đi, chúng ta không cần mèo nữa. Được chưa? Và chúng ta cần thêm một nhân vật nữa, là nhân vật là một cái bông hoa để giáo viên tặng cho học sinh khi làm bài xong.
chúng ta đưa thêm vào một bông hoa nhé, bông hoa nào, tìm cái bông hoa có không nhỉ? Thế là cái quà đó là cái quà tặng thôi, quà thì không có quà nào không nhá. Tìm xem có gì hay tí thôi, cái này không quan trọng, có thể là một bông hoa, có thể là cái gì đó nhá. Ô đi hết hết rồi, có chữ này thôi, không không có nhiều nữa, chữ này hết, chữ này có chữ này thôi, ít nhỉ. Có thể xem có cái bài tập có cái hình gì hay cho làm quà cho học sinh nhá. Ít, cái này ít hình quá, thôi được. Rồi, quà quà giúp quà nhé, đây quà đây, được chưa? Tức là bị chúng ta cùng xem xét cái bài tập này. Tức là khi mà bắt đầu vào chương trình thì cái quà nó là nó phải ẩn đi, không hiện ra trên màn hình. Và khi mà giáo viên sẽ ra cho học sinh làm 5 bài tập, 5 bài nhé, tức là lại là 5 bài. Học sinh sẽ làm màn hình, giáo viên sẽ kiểm tra là đúng hay sai. Khi làm xong 5 bài thì giáo viên nói là chúc mừng em đã làm xong bài tập. Sau đó giáo viên sẽ gửi một thông điệp thông báo là đã làm xong. Và khi nhận thông điệp đó thì con quà này, cái món quà này sẽ hiện lên. Giáo viên sẽ nói là xin tặng em cái quà nhỏ này, em đã hoàn thành nhiệm vụ. Được chưa? Thì đó là cái bài tập rất đơn giản thôi, nhưng mà nó có sự tương tác giữa hai cái nhân vật là cô giáo và cái món quà. Nhắc lại là chỉ khi học sinh làm xong, như vậy là kết thúc một cái thời điểm rất quan trọng, thì giáo viên gửi một thông điệp. Thì khi nhận thông điệp đó thì món quà này sẽ hiện ra và giáo viên thông báo kết thúc cái bài kiểm tra. Được chưa? Thì chúng ta lập trình nhé. Đầu tiên chúng ta lập trình cho cái món quà này trước đi. Đầu tiên ẩn đi đã. Chúng ta bấm vào cái nhân vật là món quà nhé, và chúng ta đặt cái lệnh đầu tiên. Khi bắt đầu vào chương trình thì là gì? Ẩn đi. Cái ẩn lệnh gì? Đây, nó một cái lệnh là lệnh ẩn đây, hiện và ẩn. Lệnh hiện là show, ẩn là hide tiếng Anh nhé. Các bạn trẻ nhỏ nào mà không biết tiếng Anh thì chúng ta nên học tiếng Anh. Chúng ta có thể là dùng lệnh bằng tiếng Việt cũng được, nhưng mà thầy muốn các bạn là học tiếng Anh ngay từ bé đi. Nó có một vài từ, đâu có nhiều từ, đúng không? Lệnh 2 là ẩn, lệnh show là hiện. Như vậy là mặc định nhân vật khi tạo ra là nó gì? Là nó hiện, chúng ta ẩn đi. Chúng ta kéo cái 2 này ra. Như vậy là khi bắt đầu chương trình ấy, là cái con quà này là gì? Là ẩn đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm việc với, được chưa? Với cô giáo. Chỉ đơn giản thôi. Bây giờ cô giáo sẽ làm sao? Cô giáo sẽ làm phép cộng nhé. Đây, bắt đầu chương trình đây. Bắt đầu chương trình thì cô giáo sẽ viết thông báo cho học sinh là em chuẩn bị làm 5 bài tập sau đây. Thì chúng ta cô giáo nói đây và đợi khoảng 2 giây hay là 3 giây sau thì học sinh bắt đầu làm bài nhé. Em chuẩn bị làm bài kiểm tra toán nhé. Được chưa? Đó là cái, và thôi được, đợi hẳn trong 5 giây cho thích đi, 5 giây để cho chuẩn bị nhé. Đó là cái lệnh đầu tiên. Sau đó là giáo viên sẽ thực hiện liên tục 5 lần. Thì giáo viên sẽ dùng cái lệnh là repeat đây. Thì lặp lại 5 lần cái bài tập, được chưa? Và mỗi bài tập như vậy là một phép cộng hay là phép trừ gì đó thì được thầy để là phép cộng đi, không quan trọng lắm, ta sẽ được quyển sau nhé. Thì giáo viên sẽ phải tự động sinh ra hai cái giá trị để làm phép cộng. Như vậy chúng ta sẽ phải giáo viên sẽ phải tạo ra hai cái biến nhớ cho học sinh làm bài. Bấm đây, tạo ra hai biến nhớ. Biến nhớ đầu tiên là n nhé, là cho cái for all sprite, là cái đây là biến nhớ chung tất cả mọi người đều có thể quan sát được và điều chỉnh được. Ok, đó là một. Tạo ra lệnh thứ hai, tạo ra cái biến thứ hai, đặc hiệu là m nhé. Ok, hai cái biến này là không cần hiện ra, ẩn đi. Đó, được chưa?
Rồi. Và gì? Và giáo viên sẽ lần lượt làm như sau, giáo viên sẽ tự động sinh ra hai cái số này. Chúng ta dùng lệnh set m và set n. Nhé, tự động sinh làm phép tính mà. Đây, sinh đây. Sinh chúng ta dùng để ngẫu nhiên, chúng ta dùng vào lệnh và chúng ta vào operator và chọn cái lệnh là pick random, là cái lệnh tạo ra cái số ngẫu nhiên. Đây, như là từ 1 đến 10, từ 1 đến mấy thì các bạn nhé, từ 1 đến 10 ta đưa vào đây. Từ 1 đến 10. Như vậy là mỗi một lần mà 5 lần nhé, thì mỗi một bài tập như vậy là giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên hai số tự nhiên trong khoảng từ 1 đến 10, trong phạm vi 10. Và yêu cầu học sinh là hãy làm phép cộng hai số trên nhé. Thì giáo viên sẽ dùng lệnh gì? Tôi nhớ lại hôm trước là dùng cái lệnh là hỏi đáp cho học sinh, tương tác giữa người và giữa nhân vật và người sử dụng. Chúng ta vào sensing và tạo cái lệnh là ask. Mỗi lần ask thì chúng ta đều phải dùng cái lệnh dùng biến nhớ hệ thống answer. Chúng ta để đây nhé. Rồi, đây. Chúng ta chọn này. Thì cái câu này nó dài. Em hãy tính tổng hai số m và n. Hay em hãy tính tổng hai số m cộng n. Thì như vậy là chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh join của operator để nối các cái từ lại với nhau, các cái chữ lại với nhau nhé. Đây, dùng lệnh join đây nhé. Đây, em hãy nhé, em này, hãy tính tổng sau, hãy tính tổng, không tính tổng nữa, m cộng n, chúng ta sẽ phải nối lại m cộng. Nó hai lần này thì được nhé, hãy tính tổng. Đây là m này, chúng ta vào biến nhớ variable và kéo cái m ra, m đây là phép cộng nhé, ta đặt dấu cách cộng cách, chúng ta kéo n ra. Đấy, em hãy tính tổng thì người dùng sẽ ta đưa cái này vào đây. Đấy, đây là lệnh ask nhé, ta để vào đây. Đấy, như vậy là cô giáo viên sẽ tự động sinh ngẫu nhiên m và n đây nhé, được chưa? Và hỏi học sinh là em mới tính tổng và đợi người dùng là nhập từ bàn phím cái đáp số là answer nhé. Đó. Mỗi lần ask là phải đi với cái lệnh đi cái bên nhớ answer, mà sau đây sẽ kiểm tra xem là cái answer này nó có bằng m cộng n hay không. Nếu bằng thì là báo là đúng rồi, còn không báo là sai rồi. Chúng ta vào cái lệnh, dùng cái lệnh if then else để cho giáo viên là thông báo cho học sinh làm đúng hay là sai. Đây, if nhé, if answer bằng m cộng n thì thông báo cho học sinh là đúng rồi, còn nếu mà answer khác m cộng n thì thông báo là sai rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đây là cái điều kiện là dấu bằng, thì chúng ta sẽ phải vào operator và chọn cái dấu bằng, phép tính bằng nhé, bằng đây, bằng cái này đó, bằng. Nếu mà answer bằng m cộng n lại phải lấy phép cộng nữa, chúng ta dùng cái phép cộng đây, phép cộng này, ta kéo cái này ra nhé, phép cộng, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta kéo m và n ra. Nếu answer bằng m cộng n thì thông báo đúng rồi, là mình thông báo, ta vào đây nhé, looks thông báo là đúng rồi. Đây, thông báo trong 2 giây để mà đợi sang bài tiếp theo. Đúng rồi, đúng rồi nhé. Còn nếu mà ở đây, nếu mà ngược lại, else ngược lại, if then else là nếu không thì, ta kéo đi ra, thông báo là sai rồi. Đó, ta đưa này vào đây, đưa cái này vào đây. Đó, như vậy là đây là một vòng lặp là làm trọn vẹn một cái bài tập sau 5 lần thì làm xong cái bài tập nhé. Rồi, thì sau đó là xong cái này rồi thì giáo viên sẽ báo là chúc mừng em đã hoàn thành. Chúc mừng em đã hoàn thành. Giáo viên sẽ dùng lệnh gì? Giáo viên sẽ dùng cái lệnh này đi, dùng cái lệnh này. Đây. Chúc mừng em đã hoàn thành
bài kiểm tra. Được chưa? Đấy, nhưng mà đến đây là xong cái phần mà trước đã học rồi, là giáo viên tạo ra bài kiểm tra thôi. Nhưng bây giờ thầy muốn là tới đây này, khi mà làm xong một kiểm tra thì lập tức là cái món quà sẽ hiện ra bên CVC, đó là cô tặng em cái gói quà này. Được chưa? Nhưng mà giáo viên sẽ phải gửi một thông điệp cho nhân vật cái quà. Nhìn thấy như vậy đó là hiện ra, giáo viên sẽ phải gửi một thông điệp vào events và chọn là cái broadcast đó. Tới đây vào đây, giáo viên sẽ gửi một thông điệp nhá. Gửi một thông điệp, bấm vào đây chọn tên của nó này, chọn tên của nó là làm xong. Đơn giản tùy mình nhé, đặt tên tùy mình, tiếng Việt tùy mình thoải mái nhé. Làm xong rồi. Đấy. Thì khi gửi thông điệp làm xong rồi thì cái quan quà này hiện ra và giáo viên sẽ thông báo nhé. Giáo viên sẽ thông báo, ở đây có thể viết luôn, giáo viên sẽ thông báo đây, tôi vào đây, giáo viên sẽ gửi một thông điệp ra. Đây là không nên dùng lệnh sai như này hay sai như này nhỉ? Việc thì muốn để cho nó vĩnh viễn, ta để như này. Lệnh sai này là thực hiện và sẽ không bao giờ mất chữ này đi, chỉ khi nào mà sang lệnh sau nó có lệnh khác để nó mới mất đi nhé. Là cô tặng em quà này. Cô tặng em quà này. Đấy. Thì ở trên này là ta để vậy, còn lại chỗ này ta phải để, chỗ này không nên để lệnh này, nên để lệnh này hơn. Để 2 giây đợi ở đây nhé. Chúng ta copy cái này xem. Để ta bỏ đi. Đấy. Chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra, đợi 2 giây và chuyển sang lập tức là gửi thông điệp làm xong rồi và cô tặng em cái quà này. Tức ở đây là khi mà gửi thông điệp là làm xong rồi thì cái quà này nó sẽ hiện ra. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang lập trình sang cho quà này. Đấy. Ở đây nhé. Khi bắt đầu chương trình thì cái món quà này, cái vật quà này sẽ ẩn đi. Nhưng mà khi nhận được cái thông điệp là làm xong rồi thì nó hiện ra. Đơn giản lắm. Đây thôi. Hiện ra. Dùng cái gì? Ta vào looks, vào cái lệnh là show hiện. Như vậy cái phần lập trình của cái là của quà nó rất đơn giản như này thôi. Khi bắt đầu trình thì ẩn đi, còn khi mà làm xong rồi thì hiện. Khi hiện ra thì giáo viên sẽ thông báo. Đây, hiện thông báo. Được chưa? Chúng ta chạy thử nhá. Bây giờ chạy thử này. Không to này, chạy thử nhá. Đây. Em chuẩn bị làm bài kiểm tra toán nhé. Đợi 5 giây nhá. Bắt đầu, 1 cộng 5 bằng, mình thầy viết đáp số vào đây nhé, 6, đúng rồi, đợi cho 2 giây là mạch số 2, thầy viết là 10, sai rồi, rồi 2, 6, 8, đúng rồi, 8, 2, 10, đúng rồi, 4, 2, 5, sai rồi, chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra. Và bạn thấy không, là món quà nó hiện ra và giáo viên nói là cô tặng em món quà này, coi như kết thúc chương trình. Chúng ta đã hiểu chưa? Bây giờ thầy muốn bổ sung thêm một chút nữa để cho nó hay hơn một chút nhé. Thầy muốn là có âm thanh hiển hoi đi, là đúng rồi sai rồi là có âm thanh đi, là đúng rồi sai rồi thì hay hơn, đúng không? Bây giờ thầy sẽ thu âm thanh cho giáo viên thành âm thanh. Bây giờ giáo viên thầy sẽ thu âm thanh, thầy vào sao và thu âm thêm 2 âm thanh là đúng rồi và sai rồi nhé. Chúng ta vào cái tab sao của cái âm thanh của nhân vật giáo viên và bấm vào đây để chọn cái lệnh, đây là lệnh thu âm đây nhé. Thầy thu âm 2 cái âm thanh là đúng rồi và sai rồi. Bấm vào đây. Bấm lên thu này. Đúng rồi. Đấy, nghe thử nhé. Ôn bị sao vậy? À nó bị lỗi, cái này bị lỗi, xin lỗi. Thôi chúng ta làm sao, cái này không thu âm được nhá. Xin lỗi các bạn, hiện nay là cái máy của thầy là đang bật cái chương trình, là bật một cái phần mềm mà lọc âm thanh mà nó không thu âm từ bên ngoài được. Thôi được các bạn, cái để hôm khác ta làm sau nhá.
Tức là về nguyên tắc có thể là thu âm thanh cho giáo viên là đúng rồi, sai rồi, làm chương trình nó rất là hay hơn nữa, đúng không? Rồi, thế bây giờ thầy quay lại cái bài tập mà của chúng ta, bây giờ thầy bổ sung thêm một chút nữa về yêu cầu nhé. Bây giờ thầy muốn là giáo viên khi mà làm xong ấy, giáo viên thông báo ngay điểm cho học sinh. Giả sử có 5 bài, làm đúng một bài thì được tặng 2 điểm, làm sai thì là 0 điểm. Làm đúng có 5 bài thì được 10 điểm. Thì cái dạng bài tập như vậy rất là nhiều. Bây giờ thầy sẽ cho các em mô tả các em cái cách mà chúng ta sẽ tính điểm cho các bài kiểm tra được. Làm được không? Làm được. Chúng ta dựa trên cái biến nhớ. Biến nhớ rất quan trọng. Rồi, bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta cần 2 cái biến nhớ. Một biến nhớ được ghi cái điểm số của học sinh khi làm bài làm xong. Còn cái... thế thôi, cần một kia thông tin điểm số thôi, không cần nhiều, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta tạo thêm một cái biến nhớ nữa, đặt tên là điểm số, được chưa? Thì khi bắt đầu chơi thì khi bắt đầu vào cái bài thì điểm số của học sinh là bằng 0. Các bạn có thể cho hiện màn hình ở đây cũng được, hoặc là ẩn cũng được, ẩn đi cũng được, ẩn đi cho hay đi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái lệnh là set gán điểm số bằng 0 ở ngay đầu tiên đó, như này nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ làm tiếp này. Nếu mà đúng rồi đây thì chúng ta tăng điểm số lên 2, còn nó sai thì thôi chúng ta dùng lệnh là change điểm số by 2, đây tăng lên 2 điểm nhé. Đây là tăng điểm số lên 2 điểm, ta đưa nó vào đây. Đó. Và khi làm xong, chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra nhé. Và thông báo ở đây là em được bao nhiêu điểm đó nhé. Đây này. Ở đây. Và thông báo. Đây. Mình nữa. Em được bao nhiêu điểm? Em đạt. Ở đây phải có 2 cái. Em đạt bao nhiêu điểm, ta vẫn dùng cái lệnh join để nối các cái sâu lại với nhau nhé. Em đạt bao nhiêu điểm, nối 2 cái lại với nhau. Đấy, chúng ta đây em đạt, được chưa? Chúng ta đưa cái biến là điểm số vào đây, điểm số tôi đưa vào đây. Ở đây chúng ta cách giao cái, chúng ta gõ chữ điểm. Đấy. Chúng ta đưa cái này vào đây. Được chưa? Chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra, đợi trong 2 giây. Và tiếp theo chúng ta ghi là em đạt bao nhiêu điểm. Sau đó gửi thông điệp là tặng cô tặng em trong bài này. Chúng ta làm thử lại nhá. Như vậy đây là cái cách mà chúng ta tính điểm số cho một cái bài tập, cho một bài kiểm tra nhé. Chúng ta chạy thử để xem thử nhé. Rồi, em chuẩn bị làm bài kiểm tra toán nhé. Bắt đầu 10 cộng 3 này. Thì biết là 11. Sai rồi. 11. Đúng rồi. 6 cộng 3, 9. Đúng rồi. 4 cộng 9, 13. Đúng rồi. 8 cộng 9, 17. Đúng rồi. Đấy, chúng em đã hoàn thành bài kiểm tra. Em đạt 8 điểm. Đấy, cô tặng em quà cái món quà này. Được chưa? Nhưng mà chúng ta vừa hoàn thành một cái bài tập số 2 của buổi hôm nay nhé. Và cái là cái bài tập là bài tập cũng đơn giản thôi, nhưng mà ta thấy có thêm rất nhiều cái thông tin về cách chúng ta làm việc với các cái biến nhớ này, rồi là cách cho điểm số cho học sinh, điểm số cho cái bài kiểm tra. Rồi là chúng ta đưa thêm cái khái niệm mà cái lệnh thông điệp rất quan trọng để mà chúng ta kết nối giữa các nhân vật khác, hai nhân vật với nhau ở trên màn hình. Được chưa? Rồi chúng ta ghi bài này lại nhé. Bài này là bài số 2 của ngày hôm nay nhé. Yeah. Các bạn có hiểu không? Như vậy là cái hôm nay là cái buổi học về thông điệp, rồi nó lệnh nó chỉ có đúng 2 lệnh thôi, nhưng mà nó lại rất quan trọng.
Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm thử xong cái bài tập tiếp theo nhé. Bài tập này, bài tập tiếp theo thì thầy sẽ mô tả cho các bạn một cái trò chơi đơn giản thôi nhé, đơn giản là như thế này, là và để cho chúng ta hình dung được cái cách mà chúng ta mà chơi đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta học được rất là nhiều cách chúng ta thiết lập, thiết kế một cái trò chơi như nào cho nó hợp lý ở trên màn hình, thì vai trò của những cái nhân vật hay là sân khấu thì đóng vai trò gì nhé. Thì cái làm trò chơi là như sau nhé. Trò chơi là như sau này. Thế bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho một con mèo nhé. Chúng ta sẽ điều khiển mèo ở trên màn hình. Tức là như này, chúng ta sẽ khi bắt đầu chơi, khi người dùng khi bắt đầu chơi là khi người dùng bấm phím space, để thầy mô tả lại những lệnh các bạn nghe cái yêu cầu của trò chơi nhé. Khi người dùng bấm space thì mèo con là sẽ chuyển động trên màn hình bằng cách là chúng ta sẽ nháy chuột thì mèo sẽ di chuyển về phía cái con trỏ chuột, và chúng ta sẽ điều khiển mèo di chuyển như vậy ở trên màn hình. Mèo sẽ di chuyển với một vận tốc là cố định, được chưa? Rồi, ở trên màn hình sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các cái quả táo ở trên màn hình. Thế bây giờ chúng ta phải điều khiển để mèo có thể đến được quả táo để ăn được quả táo nhé. Đấy. Và mèo quả táo. Trên màn hình cũng xuất hiện thêm một cái nhân vật nữa, một cái quả nữa. Quả này là quả độc. Nếu mà mèo mà va chạm phải quả độc thì mèo sẽ lập tức là chết, thua. Và trò chơi đó sẽ kết thúc. Mỗi lần mèo ăn được quả táo thì được tăng lên một điểm. Và rồi khi mèo ăn được quả táo, quả táo sẽ ẩn đi và sẽ hiện ra ở một cái nơi khác. Phức tạp đấy nhé, phức tạp. Chúng ta chú ý nhé. Và cứ như vậy, trò chơi sẽ kết thúc sau 60 giây. Được chưa? Các bạn có hình dung được chưa? Bây giờ như này nhé, để thầy nhắc lại này. Trò chơi này, chúng ta vừa thiết kế và... Đấy, trò chơi của chúng ta là như sau nhé, là có con mèo này. Con mèo là một nhé. Thứ hai là quả táo. Chúng ta sẽ tìm quả táo đi. Quả táo đây nhé. Rồi. Quả táo đây nhé. Và nhưng mà thứ ba nữa là một cái con gì đó, đặc biệt một con gì đó mà mèo chạm phải thì mèo sẽ thua, mèo sẽ chết luôn. Như vậy ta phải dùng một cái bà phù thủy hay là cái gì đó nhé, hay là cái một cái gì đó đặc biệt. Ở đây. Gở host thì là con ma nhé, con ma đây, con ma. Đấy, con ma. Ma để chuyện thời đây cho nó bé lại một tí. Mình có thể điều khiển được con ma này nó bé đi này. Đây, bấm nhầm cho con ma lại đi. Con ma đâu rồi? Con ma này nhá. Bây giờ cho ma nó bé đi. Bây giờ ma đây là ma này, thì cho ma nó là 50% này nhá. Đấy, bây giờ. Mèo đây nhá. Chúng ta khi chúng ta bấm nút space là bắt đầu chương trình chơi nhé. Thì khi đó thì quả táo sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình và chúng ta sẽ điều khiển con mèo chạy đến quả táo. Đấy. Khi mà mèo mà ăn được quả táo thì được một điểm, và khi đó mà quả táo sẽ ẩn đi và sẽ hiện ra ở một vị trí ngẫu nhiên khác trên màn hình, và chúng ta cứ thế điều khiển con mèo. Nhưng mà trong khi mèo chạy, chúng ta phải chú ý là cái con ma này nó xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình, và nó sẽ xuất hiện và liên tục ở các địa điểm khác nhau trên màn hình, và nó thường xuất hiện ở những vị trí rất là đặc biệt ở trên màn hình đó. Hồi chúng ta cho con ma là nó xuất hiện và nó di chuyển chậm trên màn hình, nên nó di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Nếu mà mèo mà chạm phải thì mèo sẽ thua, chỉ dừng lại luôn, được chưa?
và trò chơi kết thúc sau sau 60 giây, được chưa? Bây giờ tôi sẽ thầy thấy cho con mèo to lên một tí, con này nó bé quá, cho nó to lên là 8%, được chưa? Ở đây chúng ta là làm một tập là xong rồi chúng ta nghỉ nhé. Một tập này là tương đối là hơi phức tạp một chút, nhưng mà cũng không nhiều phức tạp, thầy sẽ làm dần dần cho các bạn xem này. Khi mà bắt đầu chương trình thì các cái nhân vật sẽ bắt đầu làm, thì thông thường ấy thì khi bắt đầu chương trình là bắt đầu bấm nút bấm phím space, thì cái nơi mà ra cái lệnh đầu tiên ấy, ra một thông điệp là bắt đầu chương trình, thì nó thường nó ở sân khấu. Sân khấu cũng có thể lập trình được, ta bỏ sân khấu nhé. Đó, sân khấu đây. Và sân khấu chúng ta làm như sau, chúng ta dùng cái lệnh events vào cái lệnh là when space này, khi mà phím space key press, khi mà dùng bấm phím space thì bắt đầu chương trình. Đấy, thì chúng ta sẽ gửi một thông điệp broadcast vào một thông điệp, cho thông điệp này sẽ gửi đến cho cả mèo, cả gì? Cả mèo, cả con ma, cả quả táo nhá. Đây. À, bấm vào đây và ta chọn vào đây, chọn cái thông điệp là bắt đầu chương trình, bắt đầu nhá, bắt đầu, được chưa? Ok rồi, được chưa? Thì bây giờ ta quay sang làm trình cho mèo này, mèo nhé, đây mèo. Thì khi mà bắt đầu chương trình, khi mà tôi bấm nút space này này và cái nút vào cái này thì mèo sẽ ẩn đi, mà tất cả ẩn đi hết nhá. Ta vào lúc vào cho mèo nó ẩn đi. Đây, mèo ẩn đi. Và mèo sẽ chỉ hiện lên khi nào? Mèo chỉ hiện lên khi mà nhận được thông điệp bắt đầu, khi mà mèo nhận when I receive cái thông điệp là bắt đầu thì nó hiện ra. Được chưa? Hiện ra. Đấy. Hiện ra. Và khi đó thì mèo sẽ liên tục, mà chúng ta sẽ liên tục là nhận được cái, khi chúng ta mà nháy chuột trên màn hình nhé, đây thì chúng ta sẽ phải dùng cái gì? Đây chúng ta sẽ vào cái vòng lặp vô hạn để điều khiển mèo này, các bạn chú ý nhé, vào cái event này này, vào control này, vào cái vòng lặp forever nhé, và chúng ta luôn luôn là kiểm tra, các bạn chú ý cái lệnh này là cái lệnh rất quan trọng đây, cái lệnh này nếu mà người dùng mà nháy bấm chuột trên màn hình nhé, ta vào sensing và ta vào lệnh đó này, cái lệnh mà chuyển lệnh mouse down, đây là một cái lệnh ở trong cái thực đơn, trong cái nhóm là cảm biến mouse down. Nếu một người dùng mà nháy chuột đây thì mèo sẽ di chuyển đến vị trí của gì, của con chuột nhé, và thì mèo như sau này, mèo sẽ hướng về con chuột chuột và di chuyển về nó vận tốc cố định. Chúng ta mèo sẽ sao, mèo sẽ vào cái đây và mèo sẽ luôn hướng về đây, quanh, mèo sẽ hướng về mouse pointer, là mèo sẽ quay về hướng con trỏ chuột. Nếu mà người dùng mà nháy chuột nhé, mèo sẽ hướng về con trỏ chuột và đi và di chuyển đây, và di chuyển xong vòng 2 giây đến vị trí của con trỏ chuột. Đây, bấm vào đây chọn nhé, mouse pointer. Đây. Mèo di chuyển với trong 2 giây với vận tốc nhỏ như vậy nhé. Đây. Đó. Khi ta nháy chuột một cái thì mèo sẽ xoay và di chuyển với cái thời gian là 2 giây. Người ta để 1 giây đi, chúng ta không để 1 giây. Người ta để cái này vào đây nhé. Đấy, như vậy là mèo sẽ di chuyển như thế nhé. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm tiếp tục, chúng ta lập trình tiếp tục cho mèo này. Nếu mèo mà gì? Nếu mèo mà cứ hễ mèo mà va chạm phải cái quả táo thì được điểm số tăng lên 1, chúng ta sẽ phải tạo một cái biến nhớ là điểm số cho mèo nhé. Bấm vào đây cho mèo điểm số này. Điểm số, được chưa? Đấy. Thì ban đầu điểm số nó là bằng 0, ta để vào đây. Để chỗ này này. Con mèo này điểm số là bằng 0 nhé. Bây giờ mỗi khi mà mèo mà đây, chúng ta làm cái lệnh này đây nhé. Ở chỗ này này, ngay chỗ này được cũng được này. Nếu mà mèo mà gặp nhé, ta dùng lệnh ngay trong cái forever này thôi, chúng ta dùng lệnh này nhé, nếu mèo mà chạm phải chuột này, đây mà ít nữa ở đây nhé, thôi được đây để xem bên ngoài này hơn, bây giờ chúng ta làm lệnh nữa ở đây nhé,
Cái này các bạn cứ đợi tôi làm một chút, tôi sẽ làm, sẽ hiểu ngay nhé. Có thể ta dùng hai cái vòng này. Đây. Event. Nếu mà cái này thì ship bắt đầu đấy nhá. Đây này. Ship bắt đầu chương trình nhá. Đây là một cái vòng, đây là chương trình sau cái lệnh sự kiện này. Nếu là lên làm lệnh khác cũng sau sự kiện này, mà hai lệnh này là chạy song song với nhau. Đấy. Thì nếu gì, nếu mà chạm phải quả táo, nếu mà chạm phải quả táo, đây. Đây nhân ta dùng lệnh gì? Ta dùng cái sensing và vào cái lệnh là touching. Đây. Nếu lệnh này là cái lệnh của cảm biến này, nếu mà mèo mà chạm phải bóng này, nếu mà chạm quả táo này, đây là quả táo, là apple này, cái hình là cái con vật là apple là quả táo nhá. Đấy. Nếu mèo chạm phải quả táo, đây. Thì lập tức là tăng điểm số lên. Mèo sẽ kêu meo meo và tăng điểm số lên một đơn vị. Nha, dùng cái lệnh này. Change điểm số by 1. Đó. Điểm số ta có thể để hiện ra đây, nhìn dễ. Đây, điểm số hiện ra đây nhé. Đó, được chưa? Đấy, thì nếu mèo mà chạm phải. Nha, rồi. Theo tập trình tiếp theo này. Nếu mèo mà chạm phải con vật này thì là tức thua. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta lại dùng này nữa nhé. Ngay để đây ngay được, không cần thiết, để ngay đây thôi nhé. Chúng ta vào cái lệnh ở đây mình có vòng lệnh, xin lỗi, ở đây tôi phải có một vòng và liên tục có ý nghĩa nhé, forever này. Đấy, forever như này nhé. Nếu mà gặp quả táo thì tăng điểm lên 1, còn nếu mà gì, nếu mà chạm phải con vật này thì sao, thì thua. Đây, nếu nhé, đã lại vào cái sensing, vẫn là cái touching, nhưng mà touching con host, con go host này là con ma nhé. Nếu mà touching con ma thì sao, thì thua. Thua là gì? Thì thua tức gì, là mèo sẽ gửi một thông điệp là kết thúc hay là thua. Hay ta có dùng lệnh này, ta dùng cái, ta vào cái control và dùng cái lệnh là stop on, là dừng chương trình, coi như thua. Đây là cái lệnh này, thông báo là dừng toàn bộ chương trình lại nhé. Stop on. Đó. Thì đây là cái đoạn gửi và gửi thông điệp cho mèo này. Mèo nó chạm vào táo này. Được chưa? Thì này. Thì mèo kêu meo meo nhá. Chạm phải. Rồi thì chúng ta làm trình cho táo đi nào. Táo nhá. Táo đây. Được rồi. Bây giờ táo này khi bắt đầu chương trình thì táo là ẩn đi. Đi. Được chưa? Khi mà nhận được thông điệp là bắt đầu chương trình, bắt đầu thì táo sẽ hiện ra, táo sẽ hiện ra và sẽ liên tục là hiện ở trên màn hình đây. Và táo sẽ làm sao? Ở đây thì cũng đưa vào một cái vòng lặp vô hạn để thầy điều khiển nhé. không thì không cần để tôi nghĩ thế nhé. Ở đây là gì? Đây là mà táo thôi. Ở đây thầy cho là táo sẽ hiện ra ở một nơi ngẫu nhiên, go to random position trên màn hình nhé. Được chưa? Thế bây giờ thầy muốn điều khiển hay nữa đây. Khi mà mèo mà gặp táo nhé, khi mèo vào khỏi táo thì mèo ăn kêu meo meo này, mà lúc bây giờ thầy muốn là ra một thông điệp để cho táo nữa hiện ra ở chỗ khác thì làm thế nào? Đây thì thầy gửi thêm một thông điệp nữa. Thầy gửi thêm một thông điệp nữa, broadcast vào đây. Đây. Khi mà tăng điểm số thì gửi thông điệp, đây là thông điệp đặt tên là gì? Thông điệp đặt tên là ăn táo. Khi mà ăn táo xong rồi nhá. Ăn táo. Mèo mà va phải táo này kêu meo meo và kêu meo meo, ý đó là ăn quả táo ngon quá, thì gửi thông điệp cho táo là ăn táo. Khi đó táo sẽ vào đây, táo sẽ làm sao? Táo sẽ khi táo nhận được thông điệp là ăn táo đó thì táo sẽ chuyển sang vị trí khác. Táo sẽ vào lệnh go to random position và táo sẽ chuyển sang vị trí khác.
Một lệnh rất đơn giản như vậy thôi nhé. Đây là cho táo đây nhé, táo. Khi mèo mà gửi thông điệp ăn táo thì táo sẽ chuyển sang một vị trí khác, ngẫu nhiên khác. Bây chúng ta lập trình cho đấy đi, cho con này đi nhé. Thì cũng như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà bắt đầu chương trình đầu tiên khi mà ta nháy vào cái nút xanh thì mèo con này cũng ẩn đi và chỉ hiện ra khi mà bắt đầu chương trình, khi mà nhận thông điệp là bắt đầu nhé, bắt đầu. Đấy, thì táo sẽ con ma này sẽ hiện ra show hiện ra, và khi đó thì con mèo này ta sẽ cho nó là gì, ta sẽ cho nó là hiện tại vị trí cũng như trên màn hình này, và nó sẽ quanh đến một cái direction ngẫu nhiên trên màn hình, dùng cái lệnh này ngẫu nhiên đâu rồi, operator chọn cái này nhé, sẽ di chuyển một cái vị trí ngẫu nhiên, quay về ngẫu nhiên từ 0 cho đến 360 độ nhé. Và nó sẽ di chuyển từ từ ta vào cái ta dùng cái forever cho ta cho nó di chuyển từ từ trên màn hình nhé. Ta vào cái lệnh motion mà cho nó di chuyển từ, dùng lệnh move 1. Đấy. Và nếu gặp cạnh thì quay lại thì sẽ chạm if on edge bounce. Như vậy là con này nó sẽ di chuyển từ từ nhé. Đấy. Từ từ ở trên màn hình chúng ta sẽ phải điều khiển con mèo làm sao cho nó không chạm phải con này nhé. Thấy chưa? Đấy, như vậy như này này. Nếu mèo mà chạm phải lập tức là thua ngay, dừng lại ngay nhé. Rồi. Được chưa? Nhưng mà xong rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm lập trình này, chúng ta sẽ thay cho con này nó bé đi một tí, hơi to quá. 50 nhá. Nó bắt đầu đây nào, chúng ta chạy thử nhá. Nó đúng sai ta chỉ biết ngay thôi mà. Nào. Bắt đầu này. Đấy. Ông Space nó bắt đầu này. Được chưa? Đó. Bây chúng ta sẽ điều khiển mèo này. Để mèo chạy tới đây nhá. Đấy. Đấy. May quá. Chết rồi, mèo vừa chạm vào chết rồi. Bây giờ tôi bây giờ thầy cho nó mèo cứ mèo. Nhưng mà tôi để vừa để mèo nó chết rồi đấy. Con này nó chạy thân thân là mèo ăn vẫn chưa chết à? Chưa chết, tưởng chết rồi. Đấy. Khi mà mèo mà chạm phải cái này thì mèo chết. Bây giờ chúng ta cho nó kêu một tiếng nhé. Kêu một tiếng rồi mới chết nhé. Đây, chúng ta cho vào con mèo luôn rồi. Mèo đây nhé. Đây này, khi mèo chạm phải the horse, mèo sẽ kêu meo meo, vẫn kêu meo meo, và là mèo kêu meo meo. Và chờ một giây sau thì chết. Tôi cho một lệnh chờ nữa cho nó yên tâm. Wait, lệnh chờ sau một giây thì bị chết. Ở đây chúng ta có thể ghi âm thêm một âm thanh khác cũng được, thì tìm một cái âm thanh khác nhé, nghe rùng rợn hơn. Đấy. Thì làm lại là vào chơi nhé, thầy cho con này to lên một tí để cho nó không, thì cho nó chuyển nhanh hơn, chuyển động lên là 3 đi nhé. Rồi bắt đầu này, chúng ta chạy thử lại cái ba chương trình của chúng ta nhé. Bắt đầu space, bấm space này, bắt đầu. Chết rồi, thôi chết từ giờ, chị đã chết rồi, mình làm lại này. Mèo phải tránh ngay nhé. Mèo mà tránh ngay con này nhé. Được chưa? Chết rồi, được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ làm tiếp tục nốt cái phần nữa là chúng ta cho không mà cái thông tin về thời gian chạy theo đúng một giây thì dừng chương trình nhé. Thì chúng ta tạo một cái biến nhớ để đo thời gian như sau. Các bạn tạo một cái variable như này, mà các bạn tạo một cái biến nhớ là thời gian đi nhé. Time thời gian. Cho hiện cho mình như này nhé, cho hiện ra đây là nhìn để ta đo này.
San San sẽ đo theo giây nhá, theo giây. Rồi thì để điều khiển thời gian chúng ta cho nó vào cái dùng cái gì, dùng cái sân khấu để ta điều khiển nhé. Khi bắt đầu chương trình, không cần ở đây thôi, khi bắt đầu chương trình ở đây nhé, thì chúng ta sẽ gán là thời gian bằng 0, được chưa? Gán rồi set cái thời gian bằng 0, thời gian rồi time bằng 0, được chưa? Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lặp mà đợi cho đến khi nào mà hết thì ăn trôi qua 60 giây dừng lại. Dùng lệnh gì nhỉ? Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là tăng thời gian lên. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh lặp nhé, dùng lệnh lặp repeat. Chúng ta cho repeat là 60 lần, 60 giây nhé. Thì sau mỗi giây thì tăng, sau mỗi một giây thì chúng ta dùng lệnh wait, sau một giây thì tăng cái biến nhớ thời gian lên một đơn vị, dùng lệnh change thời gian lên một đơn vị. Đó, tăng lên, và khi mà hết 60 giây này thì dừng lại, thì chúng ta có thể dùng lệnh là stop on ở chỗ này. Stop on ở đây. Đó. Thế đây là đó, chương trình nó nhỏ thôi để mà ta đếm thời gian và kiểm tra thời gian nhé. Thời gian bắt đầu bằng 0 này, hiện ra ở đây nhé. Và thời gian tăng liên tục, cứ mỗi một giây tăng lên một đơn vị, và đúng 60 giây sau thì dừng lại ở đây. Được chưa? Đó, thì chúng ta chạy thử nhá. Đây, bấm space này. Đấy. Ăn tăng chưa? Ăn tăng này. Đó. Chạy chết rồi. Thua rồi. Đấy. Được chưa? Đó. Mà chúng ta vừa mới hoàn thành một chương trình, các bạn thấy khó, hơi khó một chút nhá, nhưng mà là cũng không phải là quá khó. Ba nhân vật liên với nhau và chúng liên hệ với nhau qua các cái thông điệp. Mà đây là một cái trò chơi đầu tiên của buổi họp hôm nay. Chúng ta ghi lại với cái bài là bài số B3 nhá. Được chưa? Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhá. Hôm nay học là hơi bị nhiều đấy, hôm nay học là 1 tiếng đồng hồ. Chúng ta dừng ở đây nhá. Chúng ta stop cái recording lại nhá.